tối đó là cũng say rồi cho nên là cũng không có muốn về nhà. À. Dạ, cũng đi dạo một vòng đó nhưng mà cũng bị lạc vô một cái chỗ đó. À. Một cái tổ ấm. Một cái tổ. Đó, dạ, đó. Dạ. Tổ hai đứa nó mới lạnh. À. Một cái tổ ấm nó mới lạnh. À, hai đứa nhau luôn. Dạ, là cái hình thức là cái vậy. Cái thứ tư á là cái ngày nó dối. Ừ. Con cũng có anh nó dối anh này á là mình có bầu, chụp hình ở trên mạng cái hình cái que thứ hai á mình gửi qua cho anh này xem. Xong rồi một hồi sau á anh lên mạng sao anh biết thì cái tháng tư. Anh kêu là em có nói thật không? Nếu như mà thật á là anh về anh xin ba má đi qua nói chuyện với gia đình. Wow. Thì lúc đó thì mình nghe là mình cũng thấy ấm lòng, ấm trong lòng rồi. Sáng anh này anh nhắn tin nữa, anh hỏi là có thật không em? Ừ. Vậy lúc đó mình thôi mình tội ảnh thôi mình nói thật luôn là không có. Phản ứng anh sao? Phản ứng bình thường. Dạ. Xong rồi tầm mấy ngày sau con lên mạng á là con thấy mấy chị ta nha ở trên mạng là mọi người đừng có nói dối chồng là có bầu hoặc là nói dối người yêu là có bầu ha. Tôi năm nay tôi nói thì năm sau tôi bị dính cái bầu đó. Lúc đó mình nghe xong cái mình sợ. Sợ từ biết trong mình bị dính sao trong người dạo này nó khác. Mình đi mua que về mình thử liền luôn. Rồi dính hai bạc, rồi dính hai bạc. Lúc đó con sợ mà con vô toilet mà con cầm con rung như này. Con sợ là mẹ giết luôn á. Lúc đó con sợ lắm. Em xin tự giới thiệu, em là Nhân, đến từ Bình Định. Em hôm năm nay là 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là môi giới và quản lý nhân sự bất động sản. Dạ. Mời vợ Nhân. Con xin chào cô Hồng Vân. Em xin chào anh Quốc Thuận. Con tên là Phương Mai, làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Con năm nay là 28 tuổi. Con ở Bình Định. Dạ. Ồ. Như vậy là hai vợ chồng cùng ở Bình Định. Mờ Bình Định mới vào, đúng không? Dạ đúng rồi. Hai đứa kể cho anh nghe đi. Cái lần đầu tiên các em gặp nhau là như thế nào? Có ấn tượng gì về nhau không? Buổi tối hôm đó thì em đang lướt Zalo, em có tình cờ thấy bạn quét Zalo em. À. Ngoài bé Mai ra có quét trúng cô nào nữa không? Cũng quét nhiều chứ em. Quét đó là bà xã em quét em. Là Mai quét hả? Dạ, dạ. Em quét. Rồi sao nè? Rồi cũng nhắn tin, nhìn qua cái lịch sử Zalo thì thấy bạn này có làm về cái mảng làm đẹp. Thì em cũng qua bên chỗ của bà xã em làm. Em đi làm đẹp à? Dạ. Rồi cũng có hẹn hò ăn sáng. Rồi ăn tối. Rồi ăn trưa. Nói chung là ăn coi như là mấy buổi trong ngày luôn. Dạ, mấy buổi trong ngày luôn. Nó nghe nè, lúc đó là Nhân nó qua làm cái gì vậy Mai? Là già nặng mụn. Ủa lúc đó mặt mụn đó mà. Thực ra nói là chung tại là mặt anh là hồi xưa là mụn á, cũng ít chứ không nhiều, nhưng mà anh lấy cớ đó. Đúng rồi, tức dạ. Là nhìn cái Zalo là thích em rồi. Dạ. Thành ra bây giờ kiếm cớ, kiếm lý do để em đến đó để mà tiếp cận. Dạ. Với em đúng thôi đúng rồi, không? Đó. Dạ. Đầu là em quét Zalo đó là em nghĩ là mình kết bạn quanh đây để mình tìm khách hàng thôi. À. Tại vì mình khi mình đăng bài lên thì 10 người thì ít ra cũng một người tia tới cái bài của mình, họ tới họ làm á. À. Em kết bạn nhiều lắm, từ gái, từ trai, có đủ hết. Mà bạn này đặt mục đích cho bộ. Dạ. Bạn này đến làm. Anh đợi một tuần không thấy mình nhắn tin, cái là bắt đầu anh mới nhắn cho mình. Tìm hiểu hết chứ con. Xong rồi cái đó là mình vô cái Zalo của anh, thấy anh này cũng đẹp, thôi kệ thôi mình nhắn tin cho vui. Đó, anh nhắn tin xong rồi là anh này anh hẹn đi ăn tối, anh hẹn tiếp một lần ăn sáng nữa. Không nghĩ là ông này đi ô tô rồi hả, tướng cao to đẹp trai vậy đâu. Dạ. Kịp cái tướng nữa, mình nghĩ trong lòng trời ông này sao mà đẹp trai mà hả, tướng tá phong độ, mình không biết có quen được hay không, thôi kệ cứ làm quen cho biết. Đến khi nào thì hai đứa mới thích nhau nè? Có một buổi tối á, thì hai bọn em mua hai xì rượu ra ngoài biển. Chà, rồi rượu vô. Rồi rượu vô, trong rồi lúc đó là nóng cũng, lên. Là cũng nóng cho người luôn. Đúng rồi. Nóng lên. Đó, xong gió rồi là biển thổi vào mơn mang da thịt. Rượu đâu có nổi. Rồi bà đè xuống mà nặng mụn. Đâu có, miệng phải nói ra những lời yêu thương trước. Đó. Nặng gì buổi tối mà mụn cho mình nặng. Còn sao? Và đêm đó là coi như chính thức là quen nhau đúng không? Yêu nhau. Dạ. Thì tối đó là cũng say rồi cho nên là cũng không có muốn về nhà. Dạ, cũng đi dạo một vòng đó nhưng mà cũng bị lạc vô một cái chỗ đó. Một cái tổ ấm. Một cái tổ. Đó. Dạ, đó. Tổ hai đứa có mấy lạnh. À. Một cái tổ ấm có mấy lạnh. Mà hai đứa ấp nhau luôn. Dạ. Cái hình thức vậy. Vậy. Cưng quá. À. Ừ. Nhưng mà theo anh nghĩ nghe là Mai cũng đã có cảm tình với Nhân rồi đúng không? Có cũng cảm có tình thì mới chịu đi nhậu chứ. Nhưng mà cũng chưa có hăng lắm. Nhưng mà anh này nói ra mà một điều là em rất là thích, con rất là thích, đó là anh nói là ba mẹ anh chay trường. Khi ba mẹ anh chay trường thì con cái nó cũng có ảnh hưởng một tí gì đó. Cho nên là em rất là thích anh này từ lúc đó luôn. Dạ. Rồi sau cái đêm ấy là hai đứa coi như là công khai với gia đình, với hai bên gia đình không? Anh này thì không có dẫn em ra mắt nha gia đình. Nhưng mà em thì em có dẫn anh này về ra mắt gia đình. Quá má cũng nói kêu thì nếu quen thì có xác định thì mình tới với nhau. Là cái lúc này thì anh này anh lại không tới, chưa muốn tới. Sao vậy cưng? Thật ra là em trước khi mà cưới Mai á, em cũng có một đời vợ rồi. Giữa em với Mai á thì
lúc đó thì em chưa thực sự là xác định. Dạ, cho nên là khi mà mẹ của Mai đề cập vấn đề đó thì em cũng không có muốn tiếp tục nữa. Là có ý định rút lui đó. 80% là rút lui. Tại vì đã chi một lần gãy cánh rồi đúng không? Sợ hãi đó. Chưa có thể nào mà đối diện được với tiếp một cuộc hôn nhân nữa. Tức là anh có nói với Mai là như vậy không hay là như nào? Anh không có nói luôn. Cái ngày ké tháng 4 á là ngày nói dối. Con cũng có nói dối anh này là mình có bầu, chụp hình ở trên mạng cái hình cái que thứ hai mình gửi qua cho anh này xem. Xong rồi một hồi sau á anh lên mạng sao anh biết ngày ké tháng 4. Anh kêu là em có nói thật không, nếu như mà thật á là anh về anh xin ba má đi qua nói chuyện với gia đình. Thì lúc đó thì mình nghe là mình cũng thấy ấm lòng, ấm trong lòng rồi. Sáng anh này anh nhắn tin nữa anh hỏi là có thật không em. Vậy lúc đó mình thôi, mình tội ảnh thì thôi mình nói thật luôn là không có. Phản ứng bình thường. Xong rồi tầm mấy ngày sau con lên mạng á là con thấy mấy chị đăng ở trên mạng là mọi người đừng có nói dối chồng là có bầu hoặc là nói dối người yêu là có bầu hả, tôi năm nay tôi nói thì năm sau tôi bị dính cái bầu đó. Lúc đó mình nghe xong cái sợ từ như trong người mình không biết là mình có bị dính không mà sao trong người dạo này nó khác. Mình đi mua que về mình thử liền luôn. Rồi dính hai bạch. Lúc đó con sợ mà con vô toilet mà con cầm con rung như này. Con sợ là má giết luôn á. Lúc đó con sợ lắm. Vậy mới báo cho anh này kêu như gấp quá là anh từ thành phố anh chạy về quê. Là anh rước mình vô lại thành phố anh đi khám. Dạ, lúc đó thì 5 tuần xong rồi về là anh thưa ba má, về anh dẫn về thưa ba má con xong rồi ha. Mới đi ngược về thưa ba má bên đó, ba mẹ bên đó. Thì ba mẹ nói chung là làm rất rẽn trong vòng 7 ngày thôi là cưới hỏi liền luôn. Lần đầu có con là mình rất là vui. Lần đầu làm cha lần mà rất vui khi mà Mai biết mình có thai đó. Thì trước đó là Mai có biết Nhân là đã từng có một đời vợ chưa? Dạ chưa, không biết luôn. Nói chung là không biết gì hết. Cái lúc đó là anh dẫn mình về ra mắt mẹ của anh. Lúc đó là mẹ là người ăn chay mà mẹ không muốn nói dối. Cái là mẹ mới hẹn mình đi cà phê. Vậy là mình mới nhắn cho anh này. Anh này trong đầu biết là mẹ sẽ đi nói rồi. Mẹ sẽ nói. Cái là anh chặn mẹ lại luôn. Tại vì anh muốn là hạnh phúc của anh thì để tự anh nói. Dạ tự anh nói. Lúc đó là dịch cho nên là đám cưới chỉ làm hai bên gia đình thôi. Tầm mấy tháng sau dịch ổn định rồi mẹ mới tổ chức một cái tiệc nhỏ mời gia đình qua đó. Thì lúc đó là có chị họ của anh này. Thì chị mới nói là em quen Nhân mà em biết Nhân có một đời vợ em cảm giác như thế nào. Cái là mình bị sốc á. Nhưng mà vẫn giữ bình tĩnh ở trong lòng nha. Kêu là em thì em biết rồi thì em cũng thấy bình thường. Tại vì hai đứa tìm hiểu cảm thấy hợp đó. Là tụi em mới tới với nhau. Em nói xong câu đó là em phi lên lầu em tìm ông này luôn. Chẳng qua là chống chế thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Lên gặp ổng sửa liền. Dạ nói chung là kiểu như mình hơi bị buồn á. Tại sao ông không nói cho mình á? Lên có gây lộn không? Dạ không. Nói chung là lúc đó cũng bình tĩnh lắm. Tại vì mình cũng có chuyện để giấu ảnh. Con có chuyện gì giấu ảnh? Dạ cái chuyện đó là con không có tóc. Ủa là sao? Từ lúc mà mới sinh ra là con đã không có tóc. Hiện tại tóc này là tóc giả. Ủa sao lại vậy? Nhưng mà bác sĩ có nói là lý do tại sao không? Không lắm, không tìm ra lý do. Ủa? Anh biết em rất xúc động. Nhưng mà thật sự em biết không? Không ai biết đâu. Dạ đúng nhìn rồi. Nhìn em rất đẹp. Cho nên là anh này không biết. Cưới về rồi vẫn không biết. Từ lúc mà em biết anh đã có vợ ấy, thì trong lòng con cũng có chút vui. Vui buồn thì có nhưng mà vui cũng có. Tại vì anh này cũng có một cái biến cố trong cuộc đời. Mà con cũng có một biến cố trong cuộc đời. Cho nên là mình nghĩ là hai đứa bù đắp lại cho nhau được. Tại vì lúc mà con đi cưới chồng ấy là nguyên cả gia đình ấy, ai cũng nói là con đi cưới chồng giống như qua bom nổ chậm vậy đó. Không biết nổi lúc nào. Khi mà anh này biết con bị như vậy thì không có biết có ly dị con hay không cái vậy đó. Rồi cưng sao? Nhân. Nhân khi mà đó. Nhân biết được sự thật của vợ mình là như vậy thì Nhân như thế nào? Dạ lúc đó thật sự là con cũng rất là bình tĩnh luôn. Con cũng bình tĩnh. Và nói nôn na con nói vui là con làm thêm đứa nữa. Bây giờ con có hai cháu rồi. Vậy đó hả? Dạ. Trong giai đoạn đầu á thì em không có thấy vợ mở tóc ra. Em cứ thấy cứ đội tóc vậy rồi ngủ á. Thì lúc đó hình như em cũng hơi vô tâm hay sao, em không có hỏi, em không có nói vô mấy chuyện đó. Tại vì em không có biết là mang tóc này là có ngứa hay không. Thì
một hồi sau em mới thấy là bà xã có mở tóc ra, thỉnh thoảng có mở tóc ra ngủ trưa. Thì lúc đó em mới biết là chắc là cũng có khó chịu trong đó, cho nên là em cũng có nói thôi mở ra đi. Nhưng mà chắc giai đoạn đầu đứa đầu tiên thì cũng mắc cỡ, chưa có tự tin mở đấy, nhưng mặc dù là chồng đó nhưng mà cũng chưa có tự tin được. Thì bản thân em đi làm về mệt quá thì em cũng nói câu vậy rồi em cũng đi ngủ. Đó, nhưng mà bà xã thì chắc là thì cũng có những cái suy nghĩ riêng. Thì em cũng tôn trọng lúc đó thôi. Nhưng còn mà bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì thường xuyên rồi. Trước đây là mấy ngày thôi là con cũng có sống thật với bản thân mình. Con đã show ra hết mọi thứ cho mọi người biết. Nói chung là mình lúc đó mình tự tin lắm. Tại vì mình được chồng thương rồi, được gia đình chồng ủng hộ, cho nên là lúc mình tự tin rồi mình vui lắm, hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Sau đây con còn tự tin hơn, bởi vì con thấy không, có một người hoàn toàn không có tóc mà đây nè, tồn tại một thập kỷ chương trình Vợ Chồng Son rồi. Dạ. Hai anh em mình có dịp á, có thể là hẹn nhau ở Bình Định hoặc là ở trong Sài Gòn làm một bộ ảnh hai anh em cùng không có tóc. Cảm ơn anh. Ok, có lẽ là hôm nay khi mà đến với chương trình này em nói ra cái điều đó, anh nghĩ rằng là em sẽ thoải mái rồi, lại thêm một cái động lực để mình có thể mình sống thật với cái ngoại hình của mình. Dạ. Và thậm chí là mình biết đâu chừng em sẽ tạo một cái trào lưu luôn nữa. Rồi thôi bây giờ đến tật xấu đi. Không có đâu, tất nhiên là vẫn có những tật xấu. Bà xã em thì hay là dàn đồ trong nhà bề bộn đó, đúng không? Gọi là bề bộn đó. Đó là ví dụ như là chải cái lược xong là để trên bàn không có cắt lại, uống ly nước xong là để trên bàn không cắt lại chỗ cũ. Có nghĩa là để đâu để đó luôn. Làm đâu để đó. Tật thứ hai, cái tật này là chắc là hình thành từ lúc bé đó, là hay móc cất mũi. Rồi quẹt lên người em. Không kéo lên người mà. Dạ đúng rồi. Nhân có khó chịu không? Dạ cũng khó chịu, lúc đầu cũng khó chịu nha. Mà giờ mà sao? Giờ cũng vẫn khó chịu luôn. Biết là giỡn nhưng mà vẫn khó chịu. Dạ vẫn khó chịu. Vậy là tật xấu rồi. Có đam mê công việc mà quên ông xã không? Và sao em rất là đam mê công việc. Lúc nào cũng công việc, nhắn tin với khách hàng, nhắn tin với học viên rất rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi á, có con cái rồi mới ở nhà đó, nếu đi học về đó thì phải tắm rửa cho con, lo cho con ăn uống chút xíu. Nhưng mà nhiều khi là vì ham việc quá cho nên là bà xã em cũng bỏ lơ cái vấn đề đó, đôi khi bỏ lơ thì lúc đó em phải nhắc. Vậy em mong muốn vợ thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn là bà xã em phải biết sắp xếp thời gian hơn. Sắp xếp thời gian một cách có khoa học hơn á, đúng không? Dạ, một cách khoa học hơn. Dạ còn Mai đó, đó tới em. Dạ, xã anh em này có một cái tật xấu là bản chất không nhanh nhưng mà cái mặt lúc nào cũng hiện ra là gặp vô là thấy nhanh rồi. Đi với mình lúc nào nhiều người ai cũng nói là chắc chồng mày khó chịu lắm. Nhưng mà thật ra ông này ở nhà bị coi anh hiếp hoài à. Trước khi mà cưới vợ là không biết làm gì hết á. Một việc nhỏ cũng không biết, mà cưới về xong giờ cái gì cũng biết, bị vợ sai tạch á. Bên này bừa bộn thì bên này có người quá sạch sẽ không? Dạ đúng rồi, sạch sẽ quá cho nên là mới thấy mình để cái ly hoặc là để cái lược thôi cũng thấy là gọi là chính của con là bừa bộn. Anh mới tia, cứ mỗi lần mình để cái ly cái là anh tia liền. Vậy là ngăn nắp. Dạ đúng rồi. Là đúng không? Anh ngăn nắp quá cho nên là anh nhìn mình anh tưởng đâu là mình bừa bộn. Rồi giờ mong muốn Nhân thay đổi điều gì nè? Người chồng quá tuyệt vời rồi cho nên là con không muốn anh thay đổi gì. Qua chương trình thì em muốn gửi tới anh một lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã che chở em, cho em một thiên chức làm được mẹ. Và chương trình này thì cho con xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ chồng. Cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận con. Mẹ xem con như một người con gái bình thường. Cảm ơn hai đứa đã từ Bình Định vào đây để tham gia với chương trình. Cầu chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc, công việc thì hanh thông ha. Rồi gia đình lúc nào cũng đầm ấm. Mai là có sức khỏe ha. Hai bạn này có một gương mặt rất giống nhau chị ha. Mặt phu thê nè. Không, nhưng mà dày. Chị cảm nhận ở cái cặp đôi này có một điều gì nè. Vợ em nhõng nhẽo lắm phải không? Dạ. Em thấy chiều vợ em dữ lắm phải không? Dạ, hay quá. Đúng không? Hay quá. Quá hay luôn. Sau đây tôi đi làm thầy bói nè. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phan Quang Thắng. Năm nay em 31 tuổi, hiện là em là giáo viên toán. Thắng là giáo viên.
Dạ. Chào thầy. Em tên là Lê Nguyễn Trúc Vi, hiện tại em 25 tuổi, em đang là kế toán. À. Em làm việc chung trường với ông xã em. À, hai người đều làm một công việc là có chữ toán ở trong đó. Mà chung một ngôi trường. Dạ, chung trường. Ờ, thế thì hai bạn chung trường chắc có lẽ là tình yêu cũng nảy nở phát sinh từ cái trường đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải tại trường em công tác, mà tại lúc đó khi mà em gặp ông xã em á, là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên á. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới lớp 10 thôi mà dễ sợ. Lúc đó em nhìn chồng em như là trung minh quốc thái, đẹp lắm. Còn bây giờ là không bằng đâu. Bây giờ đẹp giống ai? Dạ, bây giờ giống Minh Béo. Ủa gì kỳ vậy? Mày nói quá. Ở từ từ Quốc Thái mình xuống Quốc Thuận còn đỡ nghe. Ừ. Quốc Thái mình xuống Minh Béo. Lúc đó chắc có lẽ là em đâu có ấn tượng gì về về cô học sinh này đâu. Không có ấn tượng gì, bất cứ một ấn tượng nào. Lúc đó vô mình vừa thực tập giảng dạy, đồng thời vừa thực tập chủ nhiệm á, thì ban đầu vô thì thấy vào em là trong trong lớp á là nhìn thấy đen lắm. Đen. Và thứ hai nữa là lùn. À, nhưng mà đừng cái là nhanh nhạy thôi. Và em cũng biết á là học trò nó có cái tình cảm với mình. Cứ mỗi lần đi đâu á là bắt đầu là phải thầy chở à, chứ cũng không chịu ngồi sau xe nhà. Tức là lúc đó em ở trong cái tư thế gọi là bị học trò tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thầy mỗi lần vậy lại nói với ông thầy sao? Em nói thầy chở em đi chứ em không đi với mấy bạn đâu. Mà thầy cũng đồng ý luôn. Dạ thì em leo lên thì không lẽ thầy đuổi em xuống thôi, nhưng mà mình biết là thầy cũng có thích mình, tại thầy cũng để ý tới mình. Rồi 2 năm sau là coi như không liên lạc, cũng quên thầy luôn, cũng không nhớ luôn. Đến khi mà lúc em... trong em chỉ còn động lại Trung Minh Quốc Thái thôi. Dạ. Tại vì xem phim văn nghệ tôi biết, tôi từng bị rồi. Rồi sao? Rồi sau 2 năm là em thi đến khi em học lớp 12 là em thi tốt nghiệp và thi đại học. Thì lúc đó là bạn em có tặng cho em cái điện thoại. Học đó là năm 2008 là điện thoại là mới bắt đầu lại là sốt á. Em biết giờ gọi cho ai cái em nhớ số thầy, nhưng mà số thầy của em đẹp đó. Cứ bấm bấm nhưng mà em không gọi, em nhá. Nhá xong cái em tắt. Em tắt xong cái em không, em nghĩ là thầy sẽ không gọi lại đâu, nhưng mà chút xíu nữa sau cái thầy gọi lại. Thầy hỏi ai vậy? Cái em nói dạ thầy em là Vi, học lớp 10 trên 5 hồi đó trường Nguyễn Chiểu, thầy chủ nhiệm em á, thầy có nhớ không? Nói là thầy nhớ rồi. Cái cảm giác của ông thầy mà nhận được cái cuộc gọi của cô học trò từ hồi xưa đó, thì lúc đó thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà em cũng nhớ lại à hồi trước á cái cô học trò này thích mình nè. Đó chỉ nhớ vậy thôi. Rồi sau đó thì cũng em cũng là gọi điện qua lại hỏi thăm này kia. Thì cái đêm trước hôm thi tốt nghiệp á, gần em đi ngủ em lại thấy tin nhắn, em mở ra coi anh thích em, ngày mai thi tốt nhé. Thở tình điện thoại nha. Thì lúc đó đó thì em thấy là cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao thay da đổi thịt, thay da đổi thịt khổ thao quá, xinh xắn quá. Khoảnh này lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa, mình cũng biết chắc là cô bé này nó thích mình nữa. Nên thôi vậy là mình chắc ăn rồi, nhắn tin tỏ tình luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ 3 năm sau thì tụi em 3 cưới. Năm sau. Dạ. Rồi trong 3 năm đó giữa thầy và trò là có cái gì nó đi vượt quá không? Dạ không ạ, thì tại vì em là giáo viên á thì mình phải giữ cái hình tượng người thầy. Mình làm cái chuyện gì mà không có hay á mà học trò mình nó biết á, mình sẽ nói, học trò nó không phải nghe nữa. Cho nên là tụi em yêu nhau thì cũng bình thường, là dẫn đi ăn trong tháng rồi thôi. Giữ gìn cho tới ngày cưới luôn hả? Dạ. Ôi siêu phàm thiệt. Và ông thầy này đúng chuẩn mực là một ông thầy. Chuẩn rồi, thầy mà. Thầy là phải chuẩn đó. Thì chắc chắn cái đêm tân hôn đó nó tuyệt vời lắm đúng không? Thì ông thầy cũng phải làm ông thầy luôn. Chắc chắn phải làm ông thầy chỉ cho cô này luôn. Đúng không? Nói thật từ đêm tân hôn thì vợ chồng em tới ngày thứ 3 mới được tân hôn á. Chắc là đếm tiền quá. Dạ đúng rồi, bữa đầu tiên là đếm tiền. Thì đi đám cưới xong rồi khách cửa ra về rồi bắt đầu ôm cái thùng tiền về nhà đếm, thì nghĩ là chắc là tiền cũng ít lắm, không có nhiều đâu, nhiều đâu, bắt đầu ngồi đếm. Rồi cuối cùng ngồi hai vợ chồng đếm hoài hơn tiếng đồng hồ, gần hai tiếng ngồi chưa xong, phải kêu cha mẹ rồi anh em thì vô phụ đếm nữa thì nó mới xong được. Và đếm xong thì tới 2 giờ sáng tiêu. Mệt quá đúng không? Mệt quá rồi ngủ luôn. Qua một đêm, đêm thứ nhì. Dạ đêm thứ nhì thì tối thì ảnh nằm chờ sẵn rồi, nhưng mà mình mới làm dâu thì cũng phải dọn dẹp, sau đó thì mệt quá là mất 2 đêm. Em lên em ngồi nằm chờ thảnh rồi, vô cũng hí hửng lắm. Rồi xong vô tự nhiên vợ quay qua ngủ mất tiêu, khều 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 nó thấy gạch tay cả rồi sao ngủ luôn. Ngủ luôn. Trời ơi, tao chuyển nó chuyển cái cảm xúc nó chuyển từ hí hửng qua hụt hẫng. Rồi đêm thứ ba. Dạ đêm thứ ba thì tân hôn buổi trưa, gọi là trưa tân hôn. À. Dạ. Lúc đó là ăn cơm trưa xong thì hai vợ chồng mới vô phòng nghỉ rồi lúc đó thì nói chuyện qua lại, khều qua kẹo quẹt lại rồi xong rồi mới bắt đầu là có trưa tân hôn. Nhưng mà trưa cũng vui lắm. Vui hả? Dạ. Vui cả ông thầy. Anh cũng đúng vai trò là một ông thầy luôn. Ông thầy không giảng bài mà được cái là cô học trò cũng 3 ngày mới tiếp thu được. Dạ, chậm hiểu. Vất vả lắm chị. Vô là vợ em là cười hoài à, không biết làm sao hết á. Mà nói thay em cười, nói em nhìn anh mới cười quá em cười. Rồi đụng vô cười nữa là nó bị nhột cái đó.
Như vậy đâu có trơn tru đâu ta. Rồi cuối cùng anh có biết em làm sao không? Em lấy cái gối á, che mặt vợ em lại á. Trời đất ơi. Rồi, rồi lúc đó mới xong, mới thành công được á. Trời ơi, bây giờ cái gối cho em mở cái gối em cười nữa. Không thể nào tưởng tượng được rằng là một cái buổi trưa tân hôn đầu tiên mà hai cái mặt không thể nào nhìn nhau được. Mà hai cái mặt nhìn cái gối là một cái hì hùng nè. Nhưng mà chị hỏi nè, như vậy thì là trong cái cuộc sống vợ chồng á, là cho đến thời điểm này là thầy vẫn giữ vai trò của người thầy hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, giảng dạy em giống như học trò đó mà. Thầy dạy hết luôn. Dạ, anh dạy em là em phải cư xử với mọi người như thế nào. Em làm vậy không phải. Cách ăn, cách ở, cách làm. Dạ, cơm nước phải nấu như thế nào. Mệt không em, mệt không? Dạ cũng mệt ạ. Đúng là học trò, có nghĩa là ngây thơ lắm, giống như cái gì cũng chưa biết á, phải chờ thầy chỉ. Em cho ví dụ là đang ăn bánh mì chấm sữa, tự nhiên hỏi câu nói, ủa anh sữa này làm từ con bò hả? Em cũng biết đừng trả lời sao. Vậy là uống sữa cô gái Hà Lan, cái ủa anh sữa này của cô gái Hà Lan hả? Dạ em cũng có hỏi luôn. Dạ. Ở ngoài ra còn có những câu hỏi nào khó đỡ không? Dạ nhiều lắm á. Người ta đang nuôi vịt á, tự nhiên la lên, ôi anh cò kìa. Trời ơi em muốn đồn thổ luôn á. Trời ơi cò đâu cò, con vịt của người ta mà cò. Là đi qua nhìn thấy con bò á, nói anh ơi con trâu. Nói trời ơi trâu đâu trâu, bò. Ủa sao kỳ vậy? Dạ tại từ hồi nhỏ đến giờ đó em chỉ ở trong nhà, rồi em đi học rồi em về nhà thôi, em không có tiếp xúc với cảnh ruộng lúa đồng ruộng gì hết trơn. Nói chung là em không có. Không, nhưng mà bạn này là có trường hợp chị chứng kiến. Tức là chưa tiếp xúc, chưa cảm nhận được, giống như đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà ủa nó trời ơi chị sa mạc kìa chị. Chị thấy có mà rất chân thành thiệt, cái đó là có luôn. Nói chung là từ những cái nhận định của chị Hồng Vân nói về sự chân thành. Dạ. Thì bây giờ anh mới hiểu tại sao em gọi chồng em là Minh Béo. Rồi á, máy bay lên trời nó có bắp kèn không? Hỏi đó. Thiệt. Thôi, anh nghĩ rằng là trong cuộc sống cô học trò này chắc chắn là sẽ còn hỏi em nhiều. Hỏi nhiều, cái câu... hỏi nhiều nữa. Dạ, cũng nói chị luôn là vợ em tin người lắm. Cứ nói ra sao nghe vậy à. Ví dụ như cái chuyện mà em hồi trước đang ở chung với ba mẹ á, thì mẹ mới kể nó vui thôi, nói là thằng Thắng ra ngoài nó đi tập thể dục thì nó đâu có đi đâu, nó làm biến mà nó kiếm chỗ nó ngủ. Rồi sau đó con chó nó đá lên chân nó biết đường, tới tỉnh dậy nữa nó chạy nó đi về. Lại cuối cùng vô trường kể cho mấy thầy cô trong trường nói y chang vậy luôn á. Nghĩa là tin đó là thật luôn. Dạ, tưởng tin đó là thật luôn. Chồng em nói là thật, tại vì chồng em cũng làm biến tập thể dục. Rồi ra ngoài dựa cục điện ngủ rồi xong rồi chó đá lên chân rồi vậy. Em mẹ chồng em hiện tại cũng đang ngồi ở dưới. Ồ vậy á. Em tưởng là thật, em mới kể cho những thầy cô trong trường nghe. Nhưng mà chị hỏi nè. Dạ. Rồi ngủ là có phải ru không? Dạ. Là phải ầu ơi với dầu là mới ngủ được. Mà ngủ là phải có em kế bên, còn không có là không ngủ được. Vậy đó hả? Dạ, phải có nằm bên cạnh em mới ngủ mà. Rồi mấy lần không đi công tác chứ tới thức đi công tác xa là thức sáng hả? Từ hồi cưới giờ là chưa có đi đâu qua đêm hết. Đi rồi em khóc chịu không được. Trời đi ơi, đâu chết được. Bây giờ em chưa nôn có con là đúng rồi. Y chang em nuôi con còn gì nữa. Dạ, nuôi này, nuôi một đứa con là nè. Anh nghĩ đó là những cái đức tính đáng yêu của vợ em á chứ. Ông thầy này rất là chiều học sinh. Đúng rồi. Còn em, ông thầy này nè, ông có tật xấu gì không? Dạ, thì chồng em thì hay nóng tánh. Ví dụ nếu như mà đã chiều vợ được á, thì chiều luôn 100% đi. Như đến khi mà chiều không được, giữa chừng bắt đầu la lên, thầy nói em có biết hiểu không? Hỏi vậy đó. Lúc lên cơn cái là kêu thầy chứ. Dạ, thầy nói em có hiểu không? Dạ. Cũng nhiều khi em ở trên trường á, rồi em dạy học trò nó nghe bực quá, rồi về nhà nói vợ không nghe bực quá thì nói giống như là học trò trên trường vậy đó. Tụi em á thì chị nghĩ rằng á, chồng em á là đủ tất cả những cái phẩm chất của một cái người chồng, một người cha sắp tới và một người trụ cột của gia đình rồi. Đó cho nên rằng chỉ là em xem xét là cái việc nóng tính mà vợ em mong muốn em thay đổi đó, em coi có điều tiết được hay không, bởi vì vai trò của em bây giờ vẫn là người thầy, vẫn là người trụ cột của gia đình mà vợ em vẫn hoàn toàn nương tựa cho em. Cho nên là chị nghĩ rằng em đủ bản lĩnh, em điều tiết được cái cuộc sống của gia đình em rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, và chắc chắn là anh hy vọng hai vợ chồng về sẽ có một đứa. Ổn chưa? Dạ rồi. Cặp đầu tiên mà đúng không? Dạ. Tươi quá ha. Như là thấy tươi rồi đó. Hai đứa xinh vẻ rồi đó. Cười hao hao nhau chị hiểu. Cười hàng luôn. Rồi cái con mắt cũng con mắt đó, chị đừng nói tính đó. Nói là con mắt. Cười nhưng mà là lại dấu ớ luôn không ạ? Đặc biệt là hai bạn này con mắt cười lại giống anh Bin. Cười không thấy tủ quá. Đúng rồi. Ê, Hân Anh chào đón em đến với chúng trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ chúng ta làm thủ tục đầu tiên nha. Đó là giới thiệu về bản thân mình, những công việc và chỗ ở hiện nay nha. Mời các em. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Trang Ngọc Thiện. Con là quê ở Bến Tre. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Là hiện tại là hai vợ chồng con đang làm chung về kinh doanh.
kinh doanh. Dạ. Kinh doanh tại gia hả con hay sao? Dạ đúng rồi. Online hay offline? Dạ online. Có thể bật mí chút xíu về cái công việc, cái công việc đó là như thế nào? Dạ về online thì hai vợ chồng con đang bán chuyên về dòng mỹ phẩm, còn offline là hai đứa có mở một cái quán bún bò nhỏ nhỏ ở Vũng Tàu. Ở thuốc Vũng Tàu hả? Dạ đúng rồi, tại quê vợ. Rồi ai coi trên đó con? Dạ đó thì có chị hai con lo, mà cái đó chỉ là cái nền tảng đầu tiên thôi, còn sau này tôi sẽ mở chuỗi ở trên Sài Gòn và một số nơi khác. Có nghĩa là mình thí điểm trước ở quê mình. Dạ đúng rồi, thử nghiệm trước. Bữa nào chú Quốc Thuận ghé Vũng Tàu sẽ liên hệ con và đến ăn thử. Dạ sẵn sàng. Chú mê bún bò lắm. Dạ. Rồi bây giờ tới cái con họ đó. Trang lạ quá ha. Thì chị mới họ Trang. Lê Phương á, Lê Phương cũng là Trang á. À vậy hả? Lê Phương là Trang Dương Lê Phương. Ồ. Họ Trang. Trang Bích Liễu rồi đó chị. Trang Bích Liễu. Không, chị lại tưởng Trang Bích Liễu là nghệ danh chứ chị không có nghĩ là Trang là một cái họ. Đúng rồi. Bữa nay Rồi mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Hồ Thị Hồng Mơ. Năm 97, năm nay 25 tuổi. Hiện tại thì như chồng có nói là tụi con chung kinh doanh chung và hai vợ chồng cũng đang mở quán ăn riêng. Dạ. Hồng Vân và Hồng Mơ á. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa cho chú biết đi. Cái câu chuyện tình yêu của các con nó bắt đầu như thế nào? Và đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Gặp nhau quán bún bò không ta? Lấy nhau lâu chưa? Hai đứa này là thấy là thuận lợi lắm này, làm ăn cũng được, các thứ này kia gì là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trai hơn dạ, một, gái chồng con nói vậy luôn. Dạ, tụi con gặp nhau là ở đây luôn ạ. Ở đây? Sài Gòn luôn. Vậy là chương trình bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ, tụi con gặp nhau ở chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Trời nó ghê hơn bạn muốn hẹn hò nữa. Tại vì nó thần tốc luôn á. Tại vì hẹn hò nó còn có thời gian. Ừ. Dạ đúng rồi. Thần tốc, thần tốc luôn. Cái dịnh luôn. Tốc độ luôn. Tốc độ thật sự luôn, tất cả mọi thứ đều tốc độ. Vậy đó, đâu kể đi con. Là tụi con bắt đầu quay phim vào ngày 8 tháng 10. Dạ là hôm đó tụi con quay phim ở trên. Năm nào? Dạ năm 2021, là năm vừa rồi luôn. Cái tưởng năm nay là đúng là siêu tốc độ luôn á. Dạ đúng rồi, cái sổ của con là đầu tiên ở trong sau mà cái kỳ dịch đó luôn đó. Sau dịch là cái sổ đầu tiên của Ghép Đôi Thần Tốc tụi con quay luôn. Thì quay xong thì tụi con có bấm nút chọn nhau. Lúc đó thì xong rồi cái gì ra xuống dưới thì tụi con có ngồi nói chuyện đây tầm một tiếng nữa. Cái là sau đó tiến tới luôn. Vậy đó hả? Tức là bấm nút một phát xong rồi một tiếng đồng hồ đó là hai đứa cảm nhận là... Cái kiểu là mình cảm nhận được cái đối phương, cho nên là mình muốn đi tìm hiểu đối phương, là muốn đi xa hơn. Cho nên là tụi con sau khi chương trình về thì hai đứa cũng có liên lạc này kia. Rồi xong con qua nhà bạn vợ con chơi. Rồi xong cái hai đứa tìm hiểu nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn. Cái xong cái... tới bây giờ cưới luôn. Cưới luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con ở Vũng Tàu hay là con dọn về về Sài Gòn rồi? Dạ con vẫn ở Sài Gòn là khoảng 6 năm nay hơn rồi. Từ 2015 là con ở Sài Gòn rồi. Thì đợt đó thì cũng trên vui vậy là dịch xong á, là con cũng chưa nghĩ mà cũng không có việc gì làm cả. Rồi kiểu con muốn tìm một người thật sự là nghiêm túc để mà có thể là mình có thể quen lâu dài. Chứ thật sự con rất là không thích cái cảnh mà cứ quen nhau xong rồi chia tay á. Rồi xong nó cứ mập mờ thì con không thích. Thì con đăng ký chương trình này với Phương Dị là thoải mái thôi. Xong rồi lên đây thì lúc mà mở cái cánh cửa ra thì nói chuyện lúc đầu ban đầu con tưởng tượng chồng con là một cái người rất là gầy á. Gầy rồi kiểu khô vậy đó. Tại vì nghe nói chuyện chân thật lắm thì con tưởng tượng được như vậy. Thì lúc mở ra chỗ đẹp trai quá. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Đúng rồi, đẹp trai quá đó. Còn bạn này cao không? Có con ấn tượng về chiều cao anh không? Không, nó thì ngồi con không biết mà tại vì con chỉ nghe là anh đi anh biết bơi rồi anh cũng biết chơi bóng rổ, anh cũng bóng đá mà na con trai mà kiểu mà thể thao này kia khỏe mạnh nữa. Phải con không? Con thích lắm. Mà ai kêu không thích đẹp thì con không biết nhưng mà hoặc là ai nhận xét như thế nào con không biết nhưng mà con thấy chồng con đẹp trai. Mở ra hết hồn luôn. Mở hết. Kêu thôi lại bấm rồi. Nhưng mà bạn này mở ra thấy vợ mình sao? Có hết hồn không? Dạ thấy dễ thương lắm tại vì trong quá trình mà quay chương trình á bạn có kể hoàn cảnh gia đình á, thấy thật sự đây là một cô gái rất là nghị lực. Nói chung là gia đình trải qua những khó khăn trong cuộc sống nhưng mà vẫn trên đây ở trên Sài Gòn một mình vẫn đi làm này kia, vẫn phụ gia đình để mà trang trải cuộc sống này kia. Thật sự là một phần là ngưỡng mộ về cái tư duy của vợ con. Cái đó là lúc chưa thấy mặt thôi. Mà tỷ dụ mà giờ mở ra mà không có dễ thương vậy cũng dễ gì. Lúc đó chồng bấm chung đâu. Dạ nói chung là hai vợ chồng đều thích cái đẹp. Đúng đúng không? Đúng gặp một cái là choáng ngợp liền đúng không? Đẹp bên ngoài và đẹp ở trong tâm hồn nữa đúng không? Thế thì con có thích cái vẻ đẹp tâm hồn của anh không? Dạ, lúc đầu con sẽ kể rõ như thế này là lúc đầu thì con nhìn anh là đẹp trai thì con nghĩ là thấy kiểu đẹp trai mà còn kiểu hiền hiền, hơi dính dính. Thì chắc anh này ở ngoài chắc cũng phải kiểu như là này thế này thế kia á, mà hiện nay thì xu hướng người ta hay gọi là trap boy á. Lúc đó sao mà hiền mà kiểu dễ thương mà kiểu còn pha trò rồi vui tính như vậy thì làm sao mà không có nhiều cô gái theo được. Thì con cũng nói chuyện từ từ thì xong rồi một thời gian con thấy là kiểu anh này là vừa rất là thương gia đình luôn, rất là sâu sắc luôn, mà chúng là hay gọi về cho gia đình, nó hay qua nhà con là gọi về cho gia đình, gọi về cho ba mẹ nè đó, hay tâm sự thì con nghĩ là anh này nghiêng về gia đình nhiều. Bên cạnh đó nữa là anh dành 100% thời gian cho con luôn.
là lúc nào sau cái chương trình xong là ngày nào alo em, và rất là chủ động, thật sự luôn, mà kiểu là rất là chủ động luôn. Thay vì hiện nay á, người ta hay hỏi là em ăn cơm chưa, vậy em ăn đi thì không có nghĩ gì hết, còn đây là hỏi em ăn cơm chưa, rồi em chưa ăn ok tí hồi qua chở đi ăn. Đó, rồi ví dụ ở nhà cô là nhà con có cái nhà con nhỏ xíu à, thì con hay lau bằng tay, con không thích lau bằng cây thì con lau bằng tay vậy đó. Thì chồng con kêu sao em cứ lau bằng tay hoài vậy, chỉ nói một câu thôi, hôm sau chồng con vác là chổi nè, rồi cây lau nhà nè, rồi bình nước nè, qua lau, tức là dọn hết nhà luôn. Có sự quan tâm, đúng rồi, rất là chủ động và tinh tế, mà chủ động và hành động, đúng rồi, người đàn ông làm nhiều hơn là nói. Rồi bây giờ này, sau cái chương trình đó sau chương trình ghép đôi thằng tóc là bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có cái lần hẹn hò đầu tiên, và cái lần đó là đi đâu và làm gì? Sau cái chương trình đó là ngày hôm sau tụi con gặp nhau rồi, có nghĩa là gặp cái nhau đợt suốt đó là gặp nhau suốt quay luôn xong đó. Về cái là hai đứa gọi Zalo này kia, cái xong bắt đầu ngày hôm sau là con mới là tại vì lúc đó dịch đó là cũng không thích đi đâu, tại không có đi đâu chơi được, cái mới la là thôi để anh qua nhà em chơi. Cái lúc đó là qua nhà cái con mua trái cây rồi sữa chua kiểu rồi qua. Xong bữa đó bạn nữ hơi bệnh á, là cũng quan tâm một xíu, cái hai đứa ngồi uống rượu. Uống rượu tại gia luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên trong tủ lạnh có hai chai soju. Mà uống rượu với trái cây hay sao? Dạ đúng rồi. Dạ rượu trái cây á. Sao chắc con thanh đạm quá vậy? Ủa nhưng mà lúc đó là con ở cái nhà đó là ở với gia đình hay ở mình? Dạ, con ở một mình. À dạ. Bởi đi đâu chi cho mệt. Dạ. Dịch rồi đi tốn tiền, trong ở nhà nó vui vẻ biết bao nhiêu. Còn điều này nữa. Chúng nó nhậu với nhau mà nhậu tại gia thì không biết nó có cái chuyện gì nó xảy ra không? Em hỏi nó đi chứ hỏi chuyện chi? Biết đó, bây giờ hỏi tự nhiên nó hỏi cô sao cô biết được trời. Nó nhậu tại gia không có điều gì nó xảy ra. Soju với trái cây. Soju là cái mỏ nó sẽ chu đó. Thì có cái gì nó dạ, thật ra là sau đó cái hôm đầu tiên á là gặp nhau chỉ là ngồi nói chuyện chơi vui thôi, cái là cái chuyện nó xảy ra là sau đó chứ không phải là ngày đầu tiên luôn. Tại vì ngày hôm sau là hôm qua là mua nào là la cây lau nhà rồi chỗ quét nhà kia hút rác này tất cả mọi thứ mua qua, rồi xong là có một dịp là sinh nhật của chị vợ con, nghĩa là con chủ động là la thôi để anh đi với em, anh chở em đi, tại vì vợ con trước là đi chủ yếu là nữ không à, đi là phải bắt ráp đi này kia, la thôi để anh chở em đi mua bánh hay là làm gì sinh nhật, tổ chức sinh nhật chị làm chung á, nói chung cũng lâu, chị đó là cũng đùm bọc vợ con trên này rất là nhiều, cho nên là con chủ động qua, xong qua bên đó nhậu sai này kia cũng bế tỷ luôn. Sai luôn. Ai có nghĩa là con chưa sai nhưng mà tụi con hiểu sai. Không? Tụi con á, tụi hiểu cái chú Thuận chú hỏi gì không? Cuộc đời chú Thuận chú chỉ cần biết á, không cần biết sau đó mấy ngày. Dạ. Chú chỉ cần biết là tụi con hung nhau lúc nào. Đó. Dạ. Mấy ngày sau thì hung nhau. Thật ra thì sao con người gì tò mò quá. Chồng con nói là dịp gì đó. Nhưng thật ra cái dịp đó cách ngày quen tụi con quen nhau là có 2 ngày à. Hay sao? Dạ đúng, có nghĩa là ngày hôm trước là tụi con quen ở đây, xong nói chuyện một tiếng gọi điện thoại, xong rồi ngày hôm sau là tôi gặp nhau ở nhà. Soju và trái cây. Thì lúc đó xuống dưới nhà thì con có chủ động kéo hộ trang chồng con, là con tính hôn má thôi. Chồng con quay ra chụt một cái hôn môi luôn. Tức là ngay ngày hôm sau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy đó nó cứ ràng ra. Đó, nó làm rồi. Cái tới ngày thứ hai, có nghĩa là cái ngày mà sinh nhật của chị con á, chồng con cũng chủ động lắm. Anh qua với em đồ nha. Rồi anh chở em về, thì hôm đó con nghĩ là tại vì trước con không nghĩ là anh chủ động đến mức độ vậy luôn, có nghĩa là qua đến đây rồi con nghĩ là chồng con sẽ về, con tính anh về nha, con vừa mất rin vô chạy vô nhà luôn, chạy vô trong nhà luôn rin vô, xong rồi em đóng cửa lại nha, xong rồi gạt chân xuống cái đi lên trên lầu, rồi xong rồi tắm rửa thay đồ, có phòng con chưa rồi vô em vô có hai lần thứ hai à, vô tắm rửa thay đồ nằm ra luôn. Cái... giống như nhà của ổng vậy hả? Đúng rồi. Thì người đàn ông làm nhiều hơn nói mà ông đó vậy. Và đêm đó cái gì tới nó cũng tới đó đó hết luôn. Dạ đó rồi. Dạ mà là, đêm thứ ba đó là lần thứ ba đó đúng không? Dạ. Lần thứ hai đâu, lần thứ hai là sinh nhật là bữa đó luôn á, bữa đó luôn chú Pin này hỏi mà không có chịu nghe tới nơi chú. Không bữa hai bữa là bữa là sao rồi làm bữa cây lau nhà luôn á. Bữa đó luôn nói chung tại vì mấy đứa nó thần tóc mà cái tên chương trình luôn cái tôi thần tóc là lúc mà tụi con quen cái ngày mà nói chuyện, lúc cái hôm đầu tiên nói chuyện là cảm thấy rất là tương đồng luôn, tất cả mọi thứ về tư duy luôn, tại vì con thấy là những cái thời điểm mà sao mà về cái mà sao mà người ta tiêu cực nhiều lắm mà sao anh lại nói chuyện rất là tích cực vui vẻ hòa thuận mọi thứ thấy hợp quá, là thôi giờ tính tới cái chuyện quan trọng nhất thôi. Rồi sao nè? Mà sao con gan quá vậy đâu, con kể ngay lúc đó con hồi hộp không? Dạ. Còn con nghĩ đến một cái tình huống là con bị đục hoặc là con bị... Bây giờ tự nhiên qua phòng bạn nữ ăn mặc cái kiểu rất là sexy. Mà mình đã kiểu có men trong người rồi. Mà
mình nếu mà không làm gì thật sự đó không phải đàn ông. Cái kiểu ví dụ như mà mình qua nhà bạn nữ đi, người ta mặc đồ bộ hay là kính cổng cao tường còn e dè đúng không? Đúng rồi, cái này mở kiểu vậy, nói chung là người ta cũng có cái gì đó với mình, người ta mới vậy. Không? Dạ đúng rồi. Cho nên là cái đó là con biết cái chủ động của mình là nên làm cái gì thôi. Nói chung là mặc đồ kính cổng cao tường mình còn e dè, còn sexy quá là ô dè luôn. Dạ đúng. Tại anh thì quá em mới phải chủ động như vậy để khơi mở. Rồi sau đó nhưng mà rõ ràng là hai đứa cảm thấy rất là hợp nhau đúng không? Dạ. Về mọi phương diện luôn đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì mới cưới? Sau đó mọi việc nó có thần tốc như vậy. Dạ. Như là cái chuyện đó không? Dạ, xong là tụi con về nhà nhau chơi là sau khi dịch đó là đi được tỉnh, về tỉnh được rồi. Có nghĩa là con về Vũng Tàu chơi. Là tại trước đó là con nói là nếu mà hết dịch đó là vợ con về quê đó, thì con trở về. Rồi xong con cái lên chương trình con nói ba mẹ vậy luôn. Cái là đợt đó con chở vợ về cái ra mắt ba mẹ, bữa đó là sinh nhật của ba. Dạ đúng rồi. Cái con mua bánh kem này cho ba này kia rồi ăn, nói chung là ấm cúng gia đình. Rồi xong hàng xóm này kia, không có trước qua chương trình là hàng xóm nói chung là ở dưới là rất là thân thấy với rồi, nhau. Thấy rồi, đúng không? Dạ, rồi kéo lại nhậu, bữa đó con bí tỉ luôn. Bữa đó sụp luôn. Có nghĩa là ba mẹ của con là ưng bạn này liền luôn. Dạ đúng, đúng không? Rồi. Còn ngược lại sao? Dạ thì sau đó một tuần thì tụi con về Bến Tre. Thì cũng y chang như là, nhưng mà thay đổi vai trò lại. Lần này con nhậu với cha mẹ của Thiện. Dạ, cha mẹ của chồng con thì lúc đó nhậu thì tầm 12 người đó, thì cha con bày bàn hết ra rồi bắt đầu chờ đợi chờ này kia, bắt đầu hết chờ vô nhậu là đến cuối buổi thì tầm khoảng đêm là còn có bữa con với cha con thôi. Cha trời ơi đối ẩm đó, đối ẩm. Rồi cha con rồi. Xong từ hôm đó xong là cha con đi, con dâu tôi đó, con dâu tôi nè. Đó đúng rồi. Dạ tiếp con ẩm cho nên bàn tiệc luôn mà. Còn mẹ của chồng của con là tại vì do là chồng cũng có kể là mẹ rất là hiền. Thì cũng là dễ, con cũng về con nói chuyện, con chia sẻ tâm sự chồng con dâu đi đi, con kêu anh cứ đi đi để nói chuyện với mẹ. Và ngay từ hôm đầu giờ là tụi con nó xưng cha mẹ ba mẹ rồi chứ không có gì dặt nữa. Thì tại vì quyết định tương lai rồi thì thì mẹ ngồi mẹ kể hết cho con nghe về những chuyện của Thiện trước, như từ người yêu cũ, người yêu mới, sao quen ai, sao cấp 3, sao cấp 2, sao kể hết luôn. Đó là từ hôm đó thân với gia đình. Và điều đó là trước giờ mẹ chưa kể với ai hết. Đó thì mới chưa có gặp người để mình chia sẻ được á. Cái xong vợ vô khai thác xong mẹ kể từ cái lúc mà hồi cấp 2 biết nhậu khi nào, rồi cấp 3 làm sao, rồi đi đâu làm gì kể sạch sành sanh luôn. Cái đó đi mua đồ về cái hỏi anh đó anh vậy anh vậy, ủa là sao anh biết, mẹ kể hết rồi, phải hết rồi cái đó giờ chưa bao giờ mẹ kể với ai như vậy luôn, tại vì mẹ chấm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy là cặp này nó cũng thần tốc thiệt chứ ha, trơn tru mọi thứ. Dạ, mà một điều đặc biệt nữa là mặt mẹ, mặt của vợ á rất giống mẹ, mặt của mẹ con. Dạ. Còn mặt của chồng con rất là giống mẹ con. Dạ. Ủa thì biết làm sao giống hệt à, tại hai đứa nó cái mặt nó giống nhau á. Dạ. Con hồi cái bà, đợt mà đám cưới con có hỏi bà đó giờ có lang thang ngoài Vũng Tàu. Không có đâu. Vậy phải hỏi bà con lang thang ngoài Bến Tre. Công nhận. Hoặc là, dạ, đúng hoặc là ba của con đó. Cái đợt mà đám cưới, cái đợt đám cưới ở Bến Tre là người ta cứ nghĩ là con là rể không à. Cứ là cô này đi gả gái, đi gả con gái, hỏi rể đâu vậy, con là ở Vũng Tàu ăn tin. Hay quá. Thôi vậy là cái đoạn này là coi như là hai ông xui chắc đang tự vấn với nhau. Dạ. Được cái là sau nhắn tin với biết cái em nội. Hồi đó có bao giờ đi Vũng Tàu chơi vào cái năm đó không? Mà... vậy lúc đó tôi ở Vũng Tàu, ông Bến Tre ha. À, rồi như vậy là chắc là cưới liền đúng không? Dạ, được một cái là sau cái hôn, mà cái hôn ngày thứ hai con nói á, là chồng con nói luôn là anh phải cưới em làm vợ. Có nghĩa là không có nói anh phải cưới em làm vợ. Là ngay sau hồi tháng 3 á, là khi mà tụi con vừa mở quán bún xong, thì chồng con gọi điện, không có đêm đó kêu em ơi, cưới nha. Con tưởng đâu là cái khung cảnh cầu hôn nó phải là dơ lên rồi anh sẽ dơ ở biển rồi này kia vậy đó. Không, em cưới nhà cái xác sao, alo cha xem ngày giùm con nha cha. Xong cái cha về xem ngày, con ở tháng 5 hoặc tháng 1, thôi tháng 5 đừng tháng 11 giờ làm liền. Là chuẩn bị cưới trong vòng đúng 1 tháng. Rõ có cầu hôn lãng mạn không? Dạ không, dạ thì đó. Để con kể nghe, lúc đó là sao nè, cái bữa cầu hôn sao nè. Để con, lúc đó là 3 giờ sáng, lúc đó ngủ đang nằm mơ, thấy sao tự nhiên vợ con đi với ai á. Cái tự nhiên mình tức quá, quen mình thời gian mình tìm hiểu kỹ quá, hợp nhau quá mà sao tự nhiên đi với ai bỏ em, cái giật mình vậy. Lúc đó là 3 giờ sáng, cái vợ đang ngủ, cái quay ra nói vợ em ơi cưới nha, cưới. Vợ đó mơ mày mẹ con đó, kiểu không cầu hôn gì cũng lãng mạn đó con. Thiệt mà, lúc 3 giờ sáng trong khi hai đứa còn đang xe ke, người ta là mà... cầu hôn lúc bình minh lên, là con cầu hôn bình minh chưa lên cầu hôn. Mà con bé mơ nó đang đắm chìm trong giấc mơ, nó mơ nó trả lời trong mơ mà nó ờ hở trời ơi coi ông cầu hôn kỳ vậy mà. Rồi có tặng nhẫn được không? Dạ có. Sau đó, sinh nhật con thì chồng có nói chung là chồng con được cái là muốn gì có, nói giờ hiện tại là nhà con tiền chồng con giữ, nhưng mà con muốn gì cũng có hết.
Đó, ông bụt của con đó phải không? Thôi nói chung là thôi vậy giờ mình vô trong cái cặp gia đình quá chị ơi, nó kể vậy chứ mà dễ gì mà không có cái loại tật xấu. Các mấy đứa bao nhiêu là thân thiết với nhau đâu có tật xấu đúng không? Có xong có, nếu không có mình qua luôn có không? Dạ có. Đó. Sao không có? Có bây giờ kể khui đi nào. Mơ có tật xấu gì hả? À, dạ con có một cái tật xấu thôi, cái nói chung là tất cả mọi thứ đều ok, chứ có một tật xấu là hơi bừa bộn. Đồ đạc nha, ví dụ như mặc đồ về á, con là người dọn không à, ví dụ như đồ mặc xong quăng chỗ rồi con phải lấy đồ đem vô máy giặt, rồi đồ quăng lên giường con phải lấy làm phơi. Cái tiếp con là người không thích đứng yên nhìn cái đợt gì đó bề bộn. Thật sự luôn, từ nhà, từ cái việc mà từ trước cửa nhà sau tới vô nhà vệ sinh luôn là tất cả mọi thứ này con đều cảm thấy nó ngăn nắp ok hết rồi. Nhìn nó ok, tại tính con vậy hay sao á, với con là người thích dọn dẹp nữa là giờ con cậy cái tính đó hay sao á, sướng luôn. Vậy là bé này hơn quá. Hèn gì bây giờ liên tưởng tới cái vụ mà bữa ông lại ông thấy lau nhà đó, qua bữa sau là ông giác coi như là đuổi nè rồi lùa lau nhà luôn. Con có ý kiến là không phải tại vì do con không làm hồi trước con sống rất một mình, rất là ngăn nắp và gọn gàng luôn. Nhưng mà từ ngày có chồng con chưa kịp dọn là chồng con dọn rồi. Có nghĩa là nhanh hơn mình. Có nghĩa là con chưa kịp làm gì hết. Ủa anh ơi cái khăn em đâu, anh máng lên rồi. Ủa anh ơi bộ đồ em đâu, anh có vô cái giặt rồi. Ủa anh ơi cái đồ anh giặt tay anh phơi luôn rồi. Đó là rất là nhanh. Chưa ai dọn con vô. Chúc mừng con nha, con quá sướng luôn á. Rồi ngược với em, em chưa kịp nữa thì là đã bị vợ chửi. Vợ tôi cũng vậy đó, vừa cởi ra cái là quay lại là mất tiêu luôn. Mà nhanh lắm, mà giống như ma. Vừa hết cái quay qua, trời mất tiêu rồi. Tôi bỏ máy giặt rồi. Đúng rồi, dễ thương vậy là chúc mừng em luôn á. Quá trời đáng yêu Liên á. Ờ thiệt á, đôi giày vừa cởi ra cái, ủa đi giày đâu rồi. Nhanh lắm, mà nhanh lắm. Rồi sao nữa nè, còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì có một tật xấu đó thôi chứ tất cả mọi thứ đều ăn ok rồi. Có mua sắm vượt chỉ tiêu gia đình không? Có bị ghiền không? Shopee rồi đó là cái bệnh của các bà vợ thời đại đó. Đây là thánh cuồng Shopee. Đó. Hồi trước con là từ một thành viên không có ý nghĩa gì của Shopee, hiện tại là con thành viên VIP của Shopee luôn. Thấy chưa? Mua của nít mình xong chưa xong, mua qua nít con nữa mà con thành viên VIP luôn. Ủa, thí dụ đó, thí dụ như cái cuồng nó như thế nào? Con tả sơ sơ thôi. Dạ ví dụ như là thấy sàn dơ đi, chỗ lau nhà cũ quá thôi để mua cây lau nhà mới nhưng mà vẫn còn sử dụng được nhưng mà vẫn thấy phải mua cái mới. Hồi trước là tụi con mới dọn ở Phú Nhuận nè, tất cả đồ bếp rồi giờ mua hết từ cái nhỏ những thứ không cần thiết không sử dụng tới cũng mua luôn. Buộc con phải là người cất hôm mốt hỏi anh ơi hồi trước em mua nè, em nhớ em có mua nè, mà ở đâu cái là con chỉ chỗ đó mới đi lấy chứ thật sự là mua mình không biết mình mua gì luôn. Đúng rồi. Mấy đứa mà ghiền shop là nó như vậy không đó, con cứ toàn mua về thôi. Chứ là phải canh mấy cái bữa mà săn sale đó đúng không? Săn sale con cũng mua luôn. Cái đợt con đi đá banh, con 1:30 à. Tự nhiên có tin nhắn điện thoại, tin tài khoản của bạn bị trừ 1.5 triệu. Là không biết cỡ nào vợ con nhà cũng đi săn Shopee hết á. Kiểu như mỗi lần con diện hỏi là sao em mua sắm nhiều quá vậy? Tại đi đá banh nhà em buồn nên mua sắm thôi cho đỡ buồn. Mấy em đâu muốn mua đâu. Ủa, thấy thương quá. Nghe thấy thương luôn, giờ nói gì nữa giờ chú. Vừa nói xong muốn bỏ cho banh luôn. Muốn nghỉ đá banh luôn. Mỗi lần đi có tin nhắn ngân hàng là em thấy mệt người luôn á. Rồi giờ tới con đó mơ. Dạ. Ổng sao? Có tật xấu gì không? Trời ơi, con thiệt, chồng con có tật xấu rất là lớn. Ví dụ như hồi trước con là ví dụ như là đàn ông hay nói người ta là sau này anh cưới em anh sẽ phụ em đúng không? Chồng con không phụ một cái gì hết mà chồng con làm hết. Có nghĩa là làm đến mức độ mà con cảm giác là nếu được may một cái là con nấu ăn ngon, với cả là cái việc mà buôn bán kinh doanh con nói chuyện cũng được á. Nên là con làm chủ được cái vấn đề đó. Là ví dụ chồng cần ăn gì là em ơi anh thèm này quá em nấu anh ăn đi. Đó, mà trong khi là con đã chuẩn bị đầy đủ một cái hành trang làm vợ, là nữ công gia chánh, rồi giỏi việc nước đảm việc nhà. Là sau này về là chồng cứ ở yên đó em làm hết cho. Nhưng mà ông, tước hết quyền đó cái... luôn, đó là tất cả mọi thứ luôn về. Chồng lau nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm lâu lâu cũng dành. Rồi xong rồi cái gì, nó là dọn tất cả mọi thứ luôn, rồi chăm chó. Nhà có nuôi 2 con chó, bút đồ. Trời ơi, thiệt nó sướng quá. Đúng là bé mơ, con ôm sống đồ, cuộc sống trong đó. Mơ. Con không biết là kiểu là tốt hay xấu, nhưng thực sự đối với con là chồng con bị ôm đồm á. Có là con muốn phụ lắm. Mà con em để em làm, thôi để anh làm xong rồi. Em chưa kịp làm xong rồi, có nghĩa là con chưa kịp làm cái gì hết là chồng con xong hết rồi. Thành ra con muốn phụ cũng rất là khó. Nên cái việc con làm được duy nhất trong nhà đó chính là nấu ăn đó. Nên là con làm được mỗi việc đó là mà nấu xong là rửa là ổng rửa luôn. Dạ đúng rồi. Có con rửa nấu xong là con hay vừa rửa vừa nấu. Thôi đừng có nấu, để đi. Rồi đừng có rửa, để đi, để anh rửa. Không con vẫn rửa. Em để nó cho anh, để anh rửa. Trời ơi vậy luôn á. Dạ đúng rồi, có nghĩa là xong rồi có nhiều khi mà con nấu ăn ra thì con nấu đồ ăn thì phải nóng ăn mới ngon.
Thì lúc đó là đôi lúc mà con phải dậy sớm á, con cố gắng con dậy sớm nấu ăn cho chồng, thể hiện một cái người làm vợ rất là đảm đang, chỉnh chu rồi đó, là nấu cơm sớm với chồng, anh ơi dậy ăn không. Con vừa nhích ra khỏi cái giường 5 phút thôi, chồng con dậy bắt đầu lau nhà, gọi là bày việc đó, làm lau nhà, rửa chén, quét nhà, rồi dọn chó, chăm chó, rồi lau nhà phòng vệ sinh, có làm hết. Tới lúc mà con kêu anh ơi cơm tới rồi, xong rồi, nóng xong rồi, ăn đi, thì vẫn còn đang làm. Thôi đợi xíu anh làm, anh đang phơi đồ, anh đang phơi đồ đó, anh đang giặt đồ, đợi xíu. Đồ ăn nguội luôn. Trời ơi, bà đang kể tật xấu của ông chồng. Thiệt luôn á. Vậy bây giờ theo con, đề không? Vậy theo con giờ nó có cái gì xấu? Bị lạc đề không? Thì ôm đồ, có đối với con đó là sự ôm đồm. À, dạ, đó thấy là tật xấu đó, đúng không? Đúng, có nghĩa là với ai, tối con biết nha, thật sự nó rất là ôm đồm. Là ôm đồm đúng không? Chia sẻ, con muốn chia sẻ chồng, cho chồng có thời gian nghỉ ngơi. Đây hai vợ chồng thì làm chung, công việc thì làm chung, thời gian thì y như nhau. Mà công việc chồng con làm hết. Chưa, em có nhờ con chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Thôi kệ nó đi. Có đi. Con đừng có ước, kệ nó. Đừng có nói nó xấu, kệ nó. Mai mốt con chỉ cần đẻ con ra con nuôi con là được rồi. Dạ. Khỏe luôn. Không, con dành phần nuôi nha. Tại vì nữa thì chồng tại con, vì con nói giận rồi, nếu mà đẻ con ra là con phải do anh dạy. Em cứ việc làm việc của em thôi, em cứ gì em đẻ thôi. Không, dạy là khác mà chăm là khác. Thôi con để nó chăm đi rồi con dạy không, thôi. Không chịu. Nhiều, nhiều khi con chăm phải nghĩa là mất 2 năm chăm. Rồi sau đó bắt đầu dạy, dạy lên. 2 năm là chăm tâm đã đời lắm á. Không, nhưng bắt đầu dạy từ 6 tháng được rồi. 6 tháng là bắt đầu dạy rồi. Cũng là chơi với con á. Rồi bây giờ thôi, hãy đào bới một cái tật xấu của ổng đi, có không? Giống như con lại con không biết cái này tật xấu hay tốt nữa, nhưng với con nó vẫn là xấu. Đó chính là kiểu tính toán chi ly rất là kỹ. Đó là lý do vì sao chồng con giữ tiền trong nhà nha. Con không có tiền trong người. Dạ, nhà con thì bao nhiêu tiền là chồng con giữ hết. Điện nước chi tiêu là. Dạ đúng rồi. Thì đôi lúc có những cái việc nó không cần phải tính quá kỹ, nhưng chồng con tính rất kỹ, đôi làm cho mình cảm thấy mệt á. Ví dụ như là đợt đó là ví dụ mấy cái tiền tụi con hay làm kinh doanh á, thì nó hay có những cái chi phí phát sinh á, có nhích ra có tầm 10,000 thôi. Sao ta, sao nhờ em, sao này em, sao vậy ta, cứ nguyên một ngày luôn mà cái mặt buồn hiu luôn. Đúng là chỉ có một chút xíu thôi mà không biết nó phát sinh ở chỗ nào. Đúng rồi. Cứ suy nghĩ hoài, cứ phải đánh đo hoài và làm cho bản thân của mình rất là nặng trĩu. Và đôi lúc những cái đúng không, có việc gì và gọi là phát thiệp cưới. Đợt đó tụi con ở trên Sài Gòn thì nó khá là xa xôi, thì thôi mình đi đâu mình cầm hết một đống đi, đâu có phải là quá nhiều người đâu cô chú, một xấp vậy à, cầm theo là được rồi. Cứ tới giờ em ơi nay có ai để anh xếp ra nè, của em bạn là của ai, cứ hỏi, mà trong khi là con đang làm việc, con đang tư vấn này kia với khách hàng đó. Thôi để anh xếp cái này, rồi cứ xếp đại, rồi hồi sau cái thiếu. Mà trong khi em cứ mang hết đi. Anh cứ mang hết đi, anh cứ ngồi anh suy nghĩ làm gì mà có mỗi cái thiệp cưới không, mà suy nghĩ 3 ngày 3 đêm. Là cái này sao ta, hôm nay đi của ai ta. Rồi có nghĩa là chồng con suy nghĩ dùm con hết. Bởi vậy lấy con xong ai cũng kêu ông già đi mấy tuổi. Con từ một cái người rất là trưởng thành xuống còn có 15 tuổi thôi. Đó. Tại vì em lo hết rồi. Đúng rồi, suy nghĩ dùm hết. Ví dụ như có những cái chuyện nào mà cụi con mua quà cho ổng, mà ổng cũng phải tính toán, cũng phải trăn trở về cái món quà không? Dạ có luôn, đợt đó con sản xuất đi. Con thấy này cái quần của chồng hơi rách nha, anh còn mặc được đó, hơi rách thì con mới lên con mua cho chồng mấy cái quần. Trời ơi, em nghĩ sao cái quần này mấy 200,000, em nghĩ anh mặc cái quần có 100+ thôi, em tôi mua 200,000 đi mua cho chồng đôi giày hai, gọi là tại vì chồng con chỉ có một đam mê duy nhất là đá banh thôi. Tì nhậu, hai vợ chồng nhậu chung đó, đi chơi bạn bè hai người đi chung thì có một cái đam mê duy nhất là đá banh, thì con quyết định con mua chồng con cái giày đá banh thật là xịn. Có 2,000,000 đó, mà chồng con em nghĩ sao mà mua đôi giày đá banh 2,500,000 nào, giờ là anh mua có 500,000 thôi. Ngồi tiếc đứt ruột, ôm đôi giày đi ngủ luôn, không đeo luôn. Tiếc tiền, tiếc giày đó, bây giờ vẫn chưa mang luôn. Đó, đôi giày cũ hay xài được. Trời, bây giờ mong muốn ông xã tuyệt vời này thay đổi điều gì? Con chỉ mong chồng con bớt ôm đồm lại đỡ nhức đầu, bớt chia sẻ với việc, đúng rồi, cứ có gì với vợ, đúng không? Đúng rồi, để cho vợ là bớt, rồi cứ có gì bớt suy nghĩ lại, có nghĩa là đừng có lo lắng đánh đo nhiều thứ quá, tại vì vẫn có vợ ở bên cạnh mà. Đó, và được một cái là lúc mà tụi con cưới nhau thì ai cũng nói là hai đứa con mà ghép lại với nhau làm ăn rất là ok. Nó không có gì phải lo lắng cả, cứ thoải mái cứ làm ăn, đây chồng con cứ lo lắng mọi thứ. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì không? Nói chung là hiện tại là hai vợ chồng con, hồi trước á là khi quay chương trình xong con bảo là ví dụ như mà em đang gặp vấn đề gì á thì em cứ việc trao đổi với anh, có nghĩa là con không phải là người tiếp, người là đón cảm xúc của người gái, có nghĩa là con cần gái chủ động, ví dụ như là em đang cảm thấy thế nào, em đang cảm thấy như thế nào á thì nói thẳng với con là con biết mà cái cách bạn gái đang trong cái trạng thái thế nào á, thì mình biết cách xử lý. Mà bạn gái con làm được điều đó là ví dụ như hai vợ chồng đi nhậu là đi với bạn con hay đi bạn vợ gì á là hai đứa không hài lòng nhau điểm gì về nhà trao đổi với nhau liền luôn, chứ không phải là để hôm sau. Ví dụ hôm nay anh thấy em không được điểm đó là em nên làm như vậy sẽ tốt hơn nè, kiểu như vợ không có góp ý con là hai người giải quyết vấn đề trong cái ngày hôm đó luôn. Nghĩa là
hiện tại đang làm rất tốt việc đó rồi, cho nên là con chỉ muốn là duy trì cái việc này cho tới sau này tương lai thôi, chứ cũng không muốn thay đổi gì nhiều về vợ con. Nhưng mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á, nhất là chồng á nha. Cái việc làm việc nhà không sao hết, cứ để nó ôm đồn. Chỉ có bớt cái việc gọi là suy nghĩ. Tại vì con biết không, bây giờ tụi con đang còn trẻ, nó khác. Nhưng mà sau này con lớn lên rồi, con càng ngày càng lớn lên á, thì cái đó nếu như nó thành một cái nếp của con á, là con sẽ rất dễ bị về đột quỵ á, stress á. Không, cái đó cô nói nghiêm túc. Tại vì bây giờ đang vậy ha, xong càng ngày á là cái cấp độ nó càng ngày càng cao, bởi vì công việc nó càng ngày càng phát triển rồi, sau này còn con cái, còn chi tiêu đủ thứ nữa. Con suy nghĩ nhiều quá là không tốt. Có những cái nào bỏ được con gạt qua. Không, cái đó cô nói nghiêm túc đó. Đó là một cái. Cái thứ hai, khi mà con làm hết cái việc đó cho vợ con thì vô hình dung con đã triệt tiêu đi cái bản năng mà của vợ con nó có. Nó là một đứa rất là thông minh, nó là một đứa rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà từ từ con không cho nó cái diện về văn ôn võ luyện mà, con hiểu không? Không để nó mai một đi, nó phí hoài. Phí hoài một tài năng. Con hiểu không? Thành ra con dạy gì? Suy nghĩ, để nó suy nghĩ bớt đi con. Đúng rồi. Cái đó cô nói nghiêm túc. Chị Hồng dần nó đúng. Đúng không? Nhưng việc nhà con cứ làm đi, không sao hết. Việc nhà làm là để nó thoải mái được cái đầu nó nữa. Thiệt, cái đó là cái mà để cho xả stress đó em. Đúng thiệt, chứ để không là từ ngày cái là mình bị lười tính á. Rồi, chắc chắn là sẽ đến một giai đoạn gọi là ỷ lại. Ỷ lại cái đầu ha. Cái triệt tiêu cái tư duy uổng lắm. Không tính đâu, cái bị lì, ù lì liền. Tại vì nhiều lúc mà suy nghĩ về công việc của hai đứa nó bị bí là con tìm cái đó con làm à. Ví dụ như là mền này gấp chưa đúng rồi con gấp. Thì cái đó cô khuyến khích mà. Cái đó cô khuyến khích con mà. Đừng có kệ đi, cứ cho làm đi. Mẹ nói gì nói thì suy nghĩ thôi. Chúc mừng bé Mơ. Một người chồng quá tuyệt vời. Đúng rồi. Em cũng, chị cũng chúc mừng em á, tìm có một người vợ quá tuyệt vời đó. Thôi là cũng cảm ơn chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đã mang đến một cặp đôi vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son rất là tuyệt vời, rất là đáng yêu, ghép đôi rất là đáng yêu, và chúc cho hai bạn có một cuộc sống đó thật là viên mãn, hạnh phúc, và trong năm sau có em bé luôn. Rồi.